Xin chào tất cả các em. Bây giờ chúng ta cùng đi nghiên cứu để giải quyết bài toán sau đây. Tìm các số tự nhiên x, y, z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cái biểu thức này bằng 0. Và điều kiện thứ hai là cái số x cộng y cộng z trừ 1 là một số nguyên tố. Bây giờ đề bài cho chúng ta hai cái giả thiết này thì chúng ta lựa chọn xem chúng ta sẽ khai thác giả thiết nào trước. Bây giờ em nhận thấy là cái giả thiết thứ nhất này, nếu như em phá hết các dấu ngoặc ra thì nó sẽ xuất hiện x mũ 3, y mũ 3. Vậy thì cái giả thiết thứ hai này em lại nhận thấy chúng ta chỉ cần giao hoán các số hạng đi, các hạng tử với nhau thì em sẽ có được, đây là x trừ 1, nó chính là cái dấu ngoặc này, y đây và z đây. Như vậy thì chúng ta sẽ xuất phát là chúng ta sẽ đi lấy cái giả thiết thứ hai này, chúng ta cho tất cả mũ 3 lên để lát nữa nó sẽ ra cái vế trái của cái giả thiết số 1 này để chúng ta thay nó vào. Rồi bây giờ ta xuất phát, bắt đầu chúng ta có x cộng y cộng z trừ 1 tất cả mũ 3. Thì ở đây chúng ta sẽ gom nó vào. Ta gom vào thành hai biểu thức thôi. Sẽ đưa về thành lập phương của một tổng. Như vậy em lấy x trừ 1 cộng y coi như là một đại lượng, và cộng z ta để phía sau. Rồi đến đây chính là hàng đẳng thức a cộng b tất cả mũ 3. A cộng b tất cả mũ 3 thì bằng a mũ 3 cộng với b mũ 3 cộng 3ab nhân với đóng mở ngoặc a cộng b. Rồi vận dụng vào đây, chúng ta có chỗ này bằng x trừ đi 1 cộng y tất cả mũ 3 cộng với z mũ 3 cộng với 3 nhân với đóng mở ngoặc x trừ 1 cộng y nhân với z. Rồi nhân bên trong này, x trừ 1 cộng y cộng z. Bây giờ ở cái chỗ này thì chúng ta coi x trừ 1 này là a, còn y là b. Ta phải coi như vậy để lát nữa khi mà chúng ta phá ngoặc ra thì nó sẽ xuất hiện cái giả thiết số 1 này. Như vậy ở đây tiếp tục chúng ta áp dụng hàng đẳng thức a cộng b mũ 3 bằng a mũ 3 này cộng với b mũ 3 cộng 3ab nhân với a cộng b x trừ 1 cộng y. Rồi toàn bộ cái phía sau này chúng ta chép xuống đây. Đến đây thì em sẽ thay cái giả thiết số 1 xuống. Cái giả thiết số 1 cái chỗ này là x trừ 1 mũ 3 cộng y mũ 3 trừ 2z mũ 3 bằng 0. Thì cái giả thiết này chúng ta có thể suy ra x trừ 1 mũ 3 cộng y mũ 3 bằng 2z mũ 3. Rồi em thay xuống đây. Như vậy chỗ này sẽ bằng này. Chỗ này em thay bằng 2z tất cả mũ 3.
ở tất cả cái chỗ phía sau này chúng ta chép lại hết nhé. Thay cái chỗ đấy rồi, tất cả đây chép lại xuống dưới. Rồi bây giờ em thu gọn nó vào. Thu gọn nó vào thì em có là 3Z mũ 3 rồi cộng với 3 nhân x trừ 1 nhân y nhân x trừ 1 cộng y này. Rồi cộng cái phía sau này. Cái đoạn này ta chép xuống. Thì sau khi mà em phân tích như thế này, em thấy là ở đây nó là tổng của các biểu thức mà mỗi một biểu thức đều có chứa thừa số 3. Như vậy thì tất cả các biểu thức này đều chia cho 3 hết. Như vậy đến đây chúng ta thấy là ta suy ra x cộng y cộng z trừ 1 tất cả mũ 3 chia hết cho 3. Thì đến đây em thấy là nếu như một số A mũ 3 mà chia hết cho 3 thì số A cũng phải chia hết cho 3. Tức là từ đây em suy ra x cộng y cộng z trừ 1 cũng phải chia hết cho 3. Mà chúng ta lại có cái số này là số nguyên tố. Hay theo giả thiết cho chúng ta, này là số nguyên tố. Rồi vậy từ đây em suy ra cái số đó phải bằng số 3. X cộng y cộng z trừ 1 phải bằng số 3. Từ đây em có x cộng y cộng z bằng 4. Mà đề bài cho chúng ta x, y, z là các số tự nhiên. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được x, y, z. Ba số này nhỏ nhất là 0, lớn nhất sẽ là số 4. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi xét các trường hợp xảy ra. Trường hợp 1. Bởi vì là x, y, z này nó đóng vai trò như nhau thì không mất tính tổng quát. Chúng ta sẽ giả sử đầu tiên chúng ta xét x bằng 0 đi. Trường hợp 1 ta chọn x bằng 0. Nếu như em mà chọn x bằng 0 thì chúng ta thay vào em sẽ có là y cộng z sẽ bằng 4. Thế và cái dữ kiện này x trừ 1 mũ 3 cộng y mũ 3 trừ đi 2z mũ 3 thì em cứ thay x bằng 0 vào đây. Thì chỗ này chúng ta có âm 1 mũ 3 bằng âm 1. Rồi đây là cộng y mũ 3 trừ đi 2z mũ 3. Thầy sẽ viết như thế này nhé. Y mũ 3 viết trước trừ đi 2z mũ 3 viết sau và âm 1 viết cuối cùng bằng 0. Đây em chuyển vế, em có là y mũ 3 sẽ bằng 2z mũ 3 cộng với 1. Thế thì từ cái chỗ này thì đương nhiên em suy ra là y mũ 3 nó phải lớn hơn z mũ 3 rồi, có nghĩa là y lớn hơn z. Nếu như mà y mà lớn hơn z thì lúc này chúng ta có các tình huống sau xảy. Y lớn hơn z thì em thấy là x cộng y cộng z bằng 4 mà x bằng 0 mà y lại lớn hơn z thì lúc này chỉ có thể xảy ra với trường hợp là y bằng 3 z bằng 1 thôi. Như vậy em sẽ suy ra này. Chỗ này y bằng 3, z bằng 1. Khi mà em suy ra y bằng 3, z bằng 1 và x bằng 0, em mới thay vào cái giả thiết này. Thay vào giả thiết đầu tiên này,
x trừ 1 mũ 3 cộng y mũ 3 trừ 2z mũ 3, em thay nó vào thì em thấy là nó xảy ra điều vô lý. Tức là trong tình huống này nó không thỏa mãn, là loại đi. Bây giờ đến trường hợp thứ hai, chúng ta tăng lên x bằng 1, thì lúc này chúng ta sẽ có là y cộng z bằng 3. Rồi em thay x bằng 1 vào cái giả thiết đầu tiên này, chỗ này bằng 0, và chúng ta có y mũ 3 trừ 2z mũ 3 bằng 0. Chúng ta chuyển vế, chúng ta có y mũ 3 bằng 2z mũ 3. Rồi như vậy chỗ này chúng ta cũng suy ra y phải lớn hơn z. Khi mà y lớn hơn z thì chúng ta chọn x bằng 1 rồi, thì lúc này chỉ có thể xảy ra với tình huống là y bằng 2, z bằng 1. Rồi chúng ta cũng thay ngược trở lại vào cái giả thiết đầu tiên này, thì nó vẫn xảy ra điều vô lý. Nên là đây, cái tình huống này chúng ta ghi loại là không thỏa mãn điều kiện. Bây giờ đến trường hợp số 3, ta có x bằng 2. Thế thì ở đây chúng ta suy ra y cộng z bằng 2. Và em thay nó vào cái giả thiết đầu tiên này, cứ đâu là x thay bằng 2 vào đây. Chúng ta có y mũ 3 này trừ 2z mũ 3 này, chỗ này là cộng với 1 bằng 0. Thì ở trong cái tình huống này chúng ta không đánh giá được là y và z số nào lớn hơn số nào như cái tình huống 1 và tình huống 2 này. Thì ở trong trường hợp này có hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất là em có thể em đi em giải điều kiện ra. Ở đây nhé, có hai sự lựa chọn cho các em. Lựa chọn thứ nhất là em sẽ suy ra y bằng 2 trừ đi z. Sau đó thay vào cái phương trình bên dưới này, thì em sẽ có được 2 trừ z tất cả mũ 3 trừ đi 2z mũ 3 cộng 1 bằng 0. Và em sẽ giải cái phương trình này ra để em tìm z. Thì đây là cái phương trình bậc 3, nhưng mà với điều kiện là x, y, z là các số tự nhiên, cho nên chắc chắn cái phương trình này sẽ nhầm được nghiệm. Nghiệm chắc là số tự nhiên. Đấy là cái phương án thứ nhất. Phương án thứ hai là chúng ta sẽ lập một cái bảng để chúng ta liệt kê x, y, z. Thì với chúng ta chọn đây là x bằng 2, thế thì y và z nó sẽ xảy ra ba tình huống như thế này. Y có thể bằng 0 thì z bằng 2. Hoặc là y bằng 2 thì z bằng 0. Tình huống thứ ba đó là cả y cả z đều bằng 1. Và sau khi em liệt kê như thế này thì em mất công em thay vào một chút, em thay vào. Em thay vào cái giả thiết thì em thấy là hai cái trường hợp đầu tiên này là loại, tức là không thỏa mãn, không thỏa mãn cái giả thiết. Còn cái trường hợp cuối cùng này là thỏa mãn. Như vậy chúng ta tìm được ra x bằng 2, y và z đều bằng 1 ở trong cái trường hợp số 3 này. Cái trường hợp số 4 đó là chúng ta chọn x bằng 3. Rồi trường hợp này chúng ta khỏi cần phải lý luận nhiều, em có thể lập bảng cũng được. Nếu như x bằng 3 thì lúc này sẽ xảy ra hai cái tình huống x, y, z này. Đấy, x bằng 3 thì y có thể là bằng 0, vậy thì z bằng 1. Hoặc là
y bằng 1, z bằng 0. Thì cả hai tình huống này chúng ta thay vào đều không thỏa mãn điều kiện. Rồi và còn một trường hợp cuối cùng nữa, ta tăng lên đến giá trị x bằng 4 là hết. Nếu em tăng lên x bằng 4 thì lúc này buộc chỉ có thể xảy ra tình huống là y bằng z bằng 0 thôi. Và em thay vào cái điều kiện em thấy là cũng bị loại. Và cuối cùng chúng ta kết luận. Vậy chúng ta có x bằng 2, y và z đều bằng 1. Đây là giá trị cần tìm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Trong cái tình huống mà các em không muốn chia ra quá nhiều trường hợp, tức là 5 trường hợp như này, thì em có thể lý luận như sau nhé, cho nó ngắn gọn hơn. Em tham khảo thêm cái cách này. Vì đề bài cho chúng ta cái tổng này này. X cộng Y cộng Z trừ 1 là số nguyên tố. Thì thầy ghép cái X trừ 1 này là số đầu tiên, Y là số thứ hai, Z là số thứ ba. Thì sẽ ghi như sau. Vì x trừ 1 cộng với Y cộng với Z là số nguyên tố. Bởi vì là x, Y, Z, chúng ta chưa biết được số nào lớn hơn số nào. Ở đây cụ thể ba cái số này, x trừ 1 là số thứ nhất, y là số thứ hai, z là số thứ ba, chưa biết số nào lớn hơn. Cho nên chúng ta được quyền chúng ta giả sử. Chúng ta cứ giả sử. Giả sử x trừ 1 này là số bé nhất. Rồi đến số y, rồi đến số z. Nếu mà chúng ta giả sử như thế này thì từ cái giả thiết chúng ta khai thác được ở phần trên này, cái chỗ này. Đây. X cộng Y cộng Z trừ 1 bằng 3. Thì thầy viết cái số 3 sang bên trái này để đánh giá cho nó tiện. Chúng ta có 3 bằng X trừ 1 cộng Y cộng Z. Chúng ta sẽ đánh giá như sau. Cái Y này, em nhìn đây, Y thì lớn hơn hoặc bằng X trừ 1, Z cũng lớn hơn hoặc bằng X trừ 1. Như vậy ta dồn hết nó về X trừ 1. Vậy thì đây sẽ lớn hơn hoặc bằng X trừ 1 đầu tiên ta để nguyên. Còn Y lớn hơn hoặc bằng X trừ 1 thay vào đây. Tương tự như vậy, Z chúng ta cũng thay vào thành x trừ 1. Rồi đến đây ta sẽ có là 3 lớn hơn bằng 3 lần x trừ 1. Từ đây em có x trừ 1 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1. Nếu như mà x trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì chỉ có thể xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là x trừ 1 bằng 0 hoặc là x trừ 1 bằng 1, bởi vì x là các số tự nhiên. Rồi như vậy ở đây chúng ta có x bằng 1 hoặc là x bằng 2. Như vậy đến đây thì em thấy là chúng ta chỉ có hai trường hợp thôi. Thay vì ở đây chúng ta làm tất cả 5 trường hợp, để có hai trường hợp thôi. Thế thì để làm một cách tường minh, bây giờ chúng ta có thể làm như thế này. Trường hợp 1, x bằng 1. X bằng 1 em thay vào thì em sẽ có là cái dữ kiện đầu tiên là
x cộng y cộng z bằng 4. Thì bây giờ x bằng 1, chúng ta có y cộng z bằng 3. Đây chúng ta có y bình bằng 2 z mũ 3. Đây, em xem lại cái trường hợp đây này, x bằng 1 này. Rồi. Thì từ đây cái dòng thứ hai này thì rõ ràng em suy ra được y sẽ lớn hơn z. Mà cái chỗ chúng ta giả sử này lại là y nhỏ hơn nó bằng z. Như vậy đây là xảy ra điều vô lý, có nghĩa là loại đi. Tình huống này không xảy ra được. Rồi trường hợp thứ hai. X bằng 2. Tương tự như vậy. Lúc này chúng ta sẽ suy ra y cộng z bằng 2. Và 1 cộng y mũ 3 bằng 2z mũ 3. Thì để giải một cách tường minh, không cần phải đánh giá nữa, em có thể em giải cái hệ này ra. Thì ở phía trên này, y cộng z bằng 2 này, chúng ta suy ra y bằng z trừ 2. Em thay xuống dưới này, chúng ta có đây là 1 này, cộng với y bằng 2 trừ z. Nó nhầm, 2 trừ z, em thay xuống đây. Cái này em chuyển vế sang 2z mũ 3 bằng 0. Em biến đổi cái phương trình này. Đây là 1 này, cộng với 2 mũ 3, chỗ này là 8 này. Trừ đi 3a bình b, tức là chỗ này là trừ đi 12z. Cộng với 3ab bình là 6z bình phương. Trừ đi b mũ 3 là z mũ 3. Trừ đi 2z mũ 3 bằng 0. Rồi chúng ta thu gọn nó đi. Ở đây là trừ z mũ 3, trừ 2z mũ 3 thì bằng trừ 3z mũ 3. Thì chúng ta đổi dấu luôn nhé. Nhân 2 vế âm 1 luôn. Chỗ này thành vừa thu gọn này, vừa nhân 2 vế âm 1 cho thành 3z mũ 3. Thế thì ở đây là chúng ta thấy ở đây nhỉ. Cộng với 6z bình phương. Chỗ này thành trừ đi 6z bình phương. Ở đây là trừ 12z thành cộng 12z. Và 1 cộng 18 bằng 9, đổi thành trừ đi 9 bằng 0. Bây giờ em chia 2 vế cho 3 là được z mũ 3 trừ đi 2z bình phương cộng với 4z trừ 3 bằng 0. Thì đề bài cho chúng ta x, y, z là các số tự nhiên. Vậy thì cái phương trình bậc 3 này chắc chắn là sẽ nhầm được nghiệm tự nhiên. Thì em sẽ nhầm được ra nghiệm là z bằng 1. Sau đó em thực hiện là em chia đa thức. Nếu em nhầm được ra z bằng 1 thì em lấy cái đa thức này, em chia cho cái đa thức z trừ 1. Thực hiện chia đa thức như ở lớp 8 đấy, chúng ta được kết quả như sau. Ta được z trừ 1 nhân với z bình phương trừ đi z cộng 3 bằng 0. Thế thì ở cái chỗ dấu ngoặc này luôn luôn lớn hơn 0 rồi. Bởi vì z bình trừ đi z cộng 1, cái chỗ này là bình phương thiếu này. Bình phương thiếu lớn hơn 0 rồi. Xong cộng thêm số 2 vào đây nữa. Và chắc chắn lớn hơn 0 rồi. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có được z bằng 1 thôi. Rồi khi z bằng 1 thì em có ở đây là y sẽ bằng 2 trừ đi 1 và y cũng bằng 1. Rồi nếu như làm theo cách này thì không cần phải thử lại. Nhưng mà làm theo cái cách mà chia trường hợp để dự đoán này thì chúng ta phải thử lại. Cái nào thỏa mãn thì phải lấy, không thỏa mãn loại đi. Rồi như vậy chốt lại là chúng ta có x bằng 2, y bằng z bằng 1. Rồi như vậy chúng ta kết thúc bài học hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các em trong các video bài học tiếp theo.